Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay là lần tiên mình bình luận và mình là Biosugi. Hôm nay mình sẽ chơi xin gieo đi top với Lee Sin. Ok, đọc fan nào. Hiện tại thì mình đang mod xin gieo đạo tặc vũ trụ trông khá là đẹp. Còn những ai hỏi mod có bị khó nít hay không thì mình cũng không biết nữa nha. Mình mod hơn 2 năm rồi chưa bị khó lần nào. Không là vậy, vào đây. Shit. Ok, một đối một nào. Chắc tập này mình sẽ lấy xin gieo lên 100% crit. Ok, những ai chưa mới về kênh mình hoặc mới theo dõi kênh mình thì hãy bấm nút subscribe nha. Đón xem video mới của mình hàng ngày. Ok, boss hay quá. Rừng găng mít nhưng không thành công rồi. Top không spell nè. Bay thông luôn. Léo. Tuổi gì? Quá đánh đầu quá. Chắc phải đợi có chữ đúp. Top không spell. Nói cho bạn rồng mình biết là mình găng nha. Phan tiếp nào. Shit, hụt rồi. Hụt rồi. Ok rồi. Chạy đâu nữa. Rừng lên nè. Oh shit. Rừng lên em ơi. Hay quá. Flash quy quá đẹp. Nice. Hôm nay farm ghê nhỉ. Mít đem bk về xua với fit. Hay quá, vì đấm quá được rồi. Su giờ chạy đâu được nó. Ô shit, nó chạy được kìa. What the fuck. Phải gần rồi anh em ơi. Chưa đồ 100% crit luôn. Chắc Midali là băng trụ rồi. Vì đóng quái nào trúng quái đó. Quá kinh. Không bạn tiếp nào. Shit. Phem trong trụ khá là dễ xin gieo. Phem hụt. Phem không hụt con nào. Quá kinh, quá kinh. Nhường. Ê, bấm nhầm mắt rồi. Nhường liên mình, bạn chạy ra đâu rồi? Bạn chạy ra đâu? Nhường. Tuổi gì xin gieo rồi. Quá mạnh rồi. Giờ khỏi con rừng luôn. Shit, sao không một quầy vậy? Nãy tự nhiên cắm nhầm mắt rồi. Giờ phải. Ồ bóp. Ok. Sụp bọc double kill. Shit. Sao không để sụp bọc chip vô.
tiền mua mất tím rồi. Bọt đang làm phe highlight vậy mà rừng vào phá. Giờ có lẽ nào bọn sẽ kết blue rừng ra. Bên kia dữ quá. Mình thông bạn tiếp luôn. Xịt phá mắt hả? Rồi bạn bạn cắm mắt tiếng qua phá mắt lại. Rồi. Vào đây. Vào đây. Đi nhịn rồi. Đi. À. Vào đây bạn ơi. Vào đây. Shit. Ê không tới. Phải có đây không? Ngu người, ngu người, ngu người, ngu người, ngu người. Mày thì farm. Ôi, tìm biết không? Bạn không có tele. Bảy nét cái chủ top luôn. Hết mày nè rồi. Không biết kìm ta, chắc không kìm rồi. Ôi về ơi. Lời mày xúc cái chết thì mệt nữa. Rồng đi rừng ơi. Nãy đáng lẽ mình nên lên cái gì ta có mất tên rồi cái lưỡi hai linh hồn trước đánh chiếc mạng có mana lần cái giao điện không có mana bk rồi giết vẫn với xua luôn rồi đâu phía đây what the fuck phía không rờ luôn mình phía chơi quái này. Mất tóm nè. Xuống bắt chuột nào. Chuột nhiều hư nhè hết. Ôi ly xuống mất rồi. What the. Bảy nét tóm thôi. Tăng mắt đứt. Hút máu thì mới đẹo. Chủ đầu luôn không? Chủ đầu luôn. Chủ đầu tiên về tiên về. Fan free như thế này thì xe phải sẵn. Ok, bạn rừng lên chấp bạn luôn. Bạn tuổi gì? Shit. Shit shit. Rồi ly lên ly lên. Về rồi. Bạn ngéo rồi. Oh shit. Ah! What the fuck? Ngu người rồi. Ngu người rồi. Boss bạn đang khá là nát, 0515. Đúp 1 năm luôn. The Raven xanh tới kia thì sao mà bảo không thấm cho được. Pick bay vào chỗ đi, y xin đá lại. Shit. Bắn chủ luôn. Thằng nào đây, thằng này đây. Không phải rồi. Ồ, oh, pick bị Lee Sin airplay luôn. Rồi, anh quay chơi chắc cứu quá. Con dao điện chọt hơi lòi
không như thế này thì sao bị xoắn càng hết. Bóng mình bị găng rồi. Tuổi gì vào đây. Bung lụa đây em ơi. Bung lụa đi em ơi. Ăn ly về vào đây luôn, thông luôn à. Lắc nhẹ cái nè. Shit. Mình đây bạn ơi, chạy đi đâu? Quốc luôn đi. Ăn con mèo trước nè. Hồi về mình không chết. Úi về. Hit me. Rồi. Top fan thôi. Cô bỏ lên phép hay lên đem đây, nó lên đồ quái gì đây. Yeshua 14, Yeshua gắn tem 20 GG rồi. Tem bạn ai cũng fit. Shit. Mọi người rồi, chuột xanh rồi. Bè ép thẳng tiến luôn. Giờ cho cái này thì thăm cái đó, đừng hỏi tại sao luôn. Đây mình bê keo quá dữ, trụ là cái thế. Quậy luôn đi. Không ai không quýnh chờ vô đây. Mình thật biết bẻ đánh mấy chén vừa cờ, what the fuck mấy. Ôi shit, rừng mảnh cướp. Ok. Không hề biết. What the fuck? Lát hả chào. Mấy giờ lần lấy phim trong âm thầm. Rồi bó bị găng rồi. Nét bó rồi. Con này xài mana nhiều quá. Quên đứt hết mana luôn. Lách. Lách nè. Họ bạn ô shit. Cái gì? Bắn trụ luôn. Họ blue nó red luôn ha, búp luôn. Giờ thằng nào cản được. Chờ trụ thông. Tiếc luôn. Thánh thông lấy không hả? Mày nét top luôn. Quýt sạch. Tem kinh vôn. Shit. Tối gì? Đi bớt rồi. Thấy nhiều kinh quá. Không sao. Xanh lên được rồi. Support 7 mạng. Kinh vồn.
Kẻ đi fit ơi. What the fuck? Fit mù rồi. Mù mắt tôi rồi. Trời ơi, lòng fit ơi. Fit đánh nhép quá. Trời ơi. Oh shit. Shit. Phật là Phật. Lên như vậy rồi. Nãy để bạn Lee Sin để hạ đẹp quá. Oh. Oh. Wow. Holy shit. Đẹp mít rồi thằng ơi. Bóc về đây. Ờ bên gì không nghe nó thôi chịu rồi. 1 2 3 bóc chỉ chết 1 2 3 u. Shit. Quăng game rồi. Ồ, Nili chuối về. Thằng thơm, thằng thơm. Ồ, what the fuck, sao lại có 7 đây? Nó thấy mình rồi. Nó thấy rồi, nó thấy rồi. Rồi, xong, thấy mà không về luôn nha. Để nhanh vậy. Có một thông, oh shit. Bé thông chết được. Rồi, xong rồi, xong rồi. Sức mạnh của Shin Yeo, chiến mạng ở đây đó. Một thông đi hơn nửa cây. Holy shit. Ngày lên đây là cân tốc. Giờ không ngán nào luôn. Lên từng thằng thì ngán ai. Bỏ con thằng nào. Ồ, chỗ mà thông như chuối. Né. Oh shit, nó vẫn quăng chúng. Qua đây, qua đây. Oh shit. Gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Oh, kiếm quay ra rồi. Cái E là mình thông nó hai cái là chết rồi. Giết nó. Hay quá. Kẻ thù cho tao. Nice. Nó máu phải chém bằng máu. Có tổn đánh nữa thì thông bố con ai cũng sợ. Mình thông thôi chứ. Bọt ngáo rồi. Chỉ cần bay về bật quy thông bay thông là ok một em ra đi. Xem nào. Ồ oh, chuối 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 chuối. Chuối. What the fuck? What the fuck? Quá xui. Không có tin được là có thể như vậy. Rồi đây anh thông cho bé thông là nét đứt. Có bao lâu không? Không có bao lâu rồi. Anh kiến cốc vậy. Ô, ăn cái ít đây. Ô bỏ có kia này mà không bút cho mình luôn.
không biết bạn thích bọt có cái dây chuyền chuộc tội chưa mà không thấy bố cho mình. Buồn quá. Mày thích bọt chơi kỳ quá. 70% crit rồi anh em ơi. 100% crit là chọt thôi rồi luôn. Bà chủ đi nào. Con bot nào. Kích định con 2 chăng. Rồi xong rồi. Yep, hay quá. Ok em ơi. Bọt đánh như thế đã mà chưa. Rồi xong rồi. Bùm. Rồi mà tuyên thấy Seco Bido kiếm súng lại ultimate. What the fuck. Bad build. Rồi ly xong rồi. Ly trời chấp trụ luôn. Phùng phùng phùng. Yeah 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 yeah. Oh shit, chưa kịp in. Oh, anh Phi vừa một có pha xử lý rất là ảo diệu. Liệu có hay nữa không? Hay quá. Tăng 2 chăng? Không được rồi. Xin lên gì nữa. Chứ mạng. Mẹ vũ rồi. 90%. 100% sẽ sức mạnh tốc độ. Néo rồi. Fix không có ké rồi. Nhưng không sao. Quá mạnh. Deep boss kìa anh em ơi. Hai support đang solo với nhau. Mình kia top. Không mầm vội cước. Kéo chú quy quay vào. Đồng điên. Đồng điên. Không hiên, không hiên, không hiên. I come in, come in. Đây nè, thằng này nè. Trời trời, về đi con trai. Về đi con trai. Chip bò. Bò đây, trời, chip bò đây. Shit. Mày ngát quá. Cái chip bò cũng kêu. Chơi gì kỳ quá. Ăn chỗ luôn. Trời. Cái chúng này vô rồi. Ồ ồ ồ. Thằng vẫn đau quá. Shit. Mình không thể vào được giờ. Mình về là mình chết luôn á. Sorry nha bạn. Sorry. Không, không có hút máu rồi. Shit. Sao rờ không được ta. À, 100% rồi anh em ơi. Giờ lên một chút phút máu nữa là bế đạo luôn. Chắc lên chiếc kiếm chăng. Chiếc kiếm đây. Đã Raven lên cung BT. Wow, nice. New build farm. Chơi Raven rồi.
Nếu các bạn đã xem đến đoạn này và chưa like hoặc là chưa subscribe cho mình thì hãy nhớ like và subscribe nha. Còn những ai nếu muốn tiếp tục xem mình bình luận như thế này thì hãy để lại comment ở dưới xem mình có nên tiếp tục làm nha. Mình cần sự đóng góp từ các bạn. Chuột đất kia em ơi, không có chuột mất mèo ấy. Ôi chạy đâu nữa, ôi ba thông đi ngay. Ôi chúa tự về luôn. Shit, hại quá. Ồ, tự bay quay luôn nha. Giờ đánh cái nào là thấm cái đó liền. Gần 300 đêm, 100% crit, 2.26 tốc độ đánh. Rồi sao mà bắn hả? Bắn này, trời ơi, what the fuck. Hai thông. Oh shit. Build đồ này quá mạnh rồi. Oh shit. Quay ra anh em ơi. Chưa hụt hết gì mấy kê. Rồi, xong rồi, hai thông á. bay vào, này thì bay vào.